Thưa quý vị, trước tình hình bệnh đau mắt đỏ tăng nhanh, nguy cơ mắc bệnh với trẻ nhỏ cao do chưa có kỹ năng trong phòng bệnh, sức đề kháng yếu, các trường mầm non, nhóm lớp độc lập tại thành phố Đà Nẵng đã chủ động phòng ngừa bệnh nhằm ngăn nguy cơ bùng dịch. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Nhóm lớp độc lập tư thục này có 13 trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Trong thời gian qua, đã có nhiều trẻ bị bệnh đau mắt đỏ. Nếu việc theo dõi bệnh đau mắt đỏ ở các đơn vị trường học thuận tiện hơn do có nhân viên y tế, thì đối với các nhóm lớp độc lập tư thục, các cô giáo là người có vai trò quan trọng. Bên cạnh việc giữ gìn vệ sinh chung của cơ sở nhóm lớp, việc kết nối tuyên truyền phụ huynh, cách chăm sóc trẻ được đặc biệt lưu tâm, nhất là khi có những trẻ mắc bệnh nhưng vẫn đến lớp. Mình cũng hỗ trợ phụ huynh, nếu mà những phụ huynh người ta không cho ở nhà được ấy, thì mình cũng hỗ trợ phụ huynh là phụ huynh gửi thuốc cho mình để mình nhỏ đúng cách, nhỏ đúng liều. Mình hạn chế là không cho bạn sờ tay vào mắt này, không cho bạn dùng chung những đồ cá nhân của riêng các bạn, ví dụ như sữa, bình sữa, khăn ly là mình tất nhiên là mình tách biệt ra hết. Những bạn mà có đỏ mắt thì mình hạn chế cho bạn tiếp xúc với những bạn còn lại. Theo các bác sĩ, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi rất dễ bị lây viêm kết mạc cấp do chưa có kỹ năng trong phòng bệnh, sức đề kháng yếu, khó khăn trong việc vệ sinh mắt và tra nhỏ thuốc. Các trường mầm non trên địa bàn thành phố đã tích cực tuyên truyền cách phòng chống dịch đến phụ huynh thông qua group Zalo của trường, lớp, nhắc nhở học sinh các biện pháp phòng tránh và các bước phòng tránh theo khuyến cáo của ngành y tế, nhất là trong sinh hoạt bán trú. Trong cái giờ mà đón trẻ, nhà trường cũng mở cái loa phát thanh tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh. Đối với các nhóm lớp thì nhà trường cũng chỉ đạo hướng dẫn các cô là thường xuyên vệ sinh đồ dùng cá nhân, đồ dùng đồ chơi của các con, rồi nhất là khăn lau mặt là phải giặt sạch bằng xà phòng phơi nắng, rồi đối với các con là cũng hướng dẫn các con là phải biết giữ gìn vệ sinh, phải rửa tay sạch sẽ. Đau mắt đỏ nói chung là một bệnh tương đối lành tính. Nhiều trường hợp chỉ cần vệ sinh sạch sẽ, đúng cách là triệu chứng bệnh thuyên giảm. Tuy nhiên không vì vậy mà người bệnh chủ quan, nhất là khi đã có rất nhiều trường hợp biến chứng nặng, ảnh hưởng đến thị lực sau này. Vì vậy, ngay khi có bất kỳ dấu hiệu, triệu chứng của đau mắt đỏ, cha mẹ nên đưa trẻ đến khám tại các cơ sở chuyên khoa có uy tín để phòng tránh và điều trị kịp thời.